bà chẳng sau mà chia sẻ phong đấy, xem ra cả rõ à rõ bao dương, chẳng cả vì sao bà đam muốn dương bàn chấp đam tự tự tông chỉ môi nâng adjective và lâu dương động lực thành mới và tự tông chỉ môi nâng adjective, chẳng bà dương thì dây tự đo adjective miền này tham ấy này dương, mà dương thật quân niệm ấy nè, và miền này tham ấy. Alo. Thật một lượng bán châu phòng. Okay, no problem. So if you talk about adjective, so it is a word that used to describe about nouns or pronoun. Mình dân ấy. Trong bài dương thì dây tự đoàn quân niếm. Cứ dương xong qua từ lơ bịa tầng lại nè. Đại viết pra xong rạp bằng chuyện này. Rư có bị bỏ ra niếm, bị niếm, rư có sắp niếm. Mình dân ấy. Sắp đà môn đó nè. Mình chênh. Hello. Alo, sao đọc nhầm lưu cho bà hả? Nè dưỡng. Lưu ta chờ. Ok. Chẳng bà dương dưỡng MP bập hết này quân niếm dưỡng chai chân chìa mà nộp hết quân niếm nè. Chìa bà mà nộp hết. How many adjectives are there? Chai chân chìa mà nộp hết. Chịa đọc bà chờ. Bà, chịa đọc bập hết mẹ nè. Bà, bà miên ấy khá. Ừ? Đọc nó mình miền đấy khá dương điện bàn pram mà mẹ bà sạp đà muốn dương điện bàn pram anh chẳng sạp đà nế dương châu pram thiết cư bị chọc tại bà đòn hay mê điếm chẳng bàn bọc châu nó không gồm bỏ dương hỏi nế bà tỏ lâu có mọi khát bê bỏ dương chẳng dương châu tìm bỏ mùi tại bà đòn tớ bà dương còn là đăng tha bà phết con là niếm còn dương cứ miền chụp nuột đọc nế chẳng dương điện bàn pram hỏi chẳng dương nó sẽ là pram thì tệ nế lâu dương châu tìm bỏ mùi bà tìm bỏ mùi nế dương này dây ông phí interrogative attitude cái này dương này dây tờ đo interrogative cứ dương sầm đau tờ lơ sầm nùa và dục sầm nùa mà nhé và phải dục sầm nùa nè lâu sẽ ấy tao chia what is an interrogative bà ơn là mẹn ơn bà what is an interrogative bà bà what is an interrogative. If it talks about interrogative, it is used to modify the noun and is used in interrogative sentences. Chúng bài dương này dây tật đo interrogative cứ kỳ trâu ban kỳ pra đầm vây bằng chuyện này ở niềm. Nha, bằng chuyện này ở niềm. Hai viết trâu ban kỳ pra ban tài nâu khăn ông phải dụng xóm xóm nụ thể. Còn nế, anh nâng kỳ ôi xe mô thay chía interrogative vậy. Và à lâu xâm rạp interrogative miên bị ếch lạ đô chỉ bị vọt. Mà nế dương bọ prai thả vây nâng. Và miền bị which dương bọ prai thả mũi nè và miền bị whose dương bọ prai thả rộ bọ nè nè kế và rư gờ rộ bọ nè nè và ô tí ho chi bà dục example 1 cái xua thả what book are you reading now nhé cái xua thả ta sẽ phâu ở vay đây nè có phông ta an ở lâu nè nhé chẳng sẽ phâu ở vay thế nhé chẳng ở vay vì bà chị ở đây ở phía sẽ phâu nè nhé chẳng vọt nè cái ôi xmô thay chía interrogative adjective đại viết bằng chuyện này ở phía bụng nè toàn màn đấy này dưỡng toàn nót toàn thở ok number 2 cái số thằng what papers do you want to print nhé chẳng vọt đã đào tu chi interrogative adjective là paper này viết đào tu chi noun cái số thằng cả đa hà vậy thế nhé chẳng hà vậy nó viết modify ở phía toàn ba ở phía paper nè ok number 3 which boy can write this essay? Nhé. Ba. Ta khmeng pro muay na da aich so say nou sik dai tai a tai sik dai ban. Nhé. Ba. Chong mi nai tha which ni ku vi modify o piak noun jeung ku ku piak boy bos jeung ne. Toan ma ni ni jeung? Toan ot? Toan cha. Okay, khom che a suu nang khlai internet bos khom vi daich. Che a suu nang jeung ni jeung som chlai phong na. Okay, number 4. But whose house is that? Nhé. Cái số là ta phụ tia. Ta nô cư chì phụ tia rộp bò nà nà kì. Nhé chẳng. Rộp bò nà nà kì nế cư viết. Bằng chuyện này ở phía. Ở phía house nè. Và. Ở whose. Và whose car is this? Ta là nế cư chì rộp bò nà nà kì. Chẳng hù nế cư viết bằng chuyện này ở phía kì. Ở phía car nhìn nè. Nhé. Toàn mà nè chẳng. Và. Ở number 6. Cái số là which pen did you take along? Nhé. Cái số là ta. Bệnh mùi nè, đài nè, takes along. Bà mình thấy như ai vô biết là xây bàn dạy bệnh mùi về nhé. Bà, take along nó nhé. Bà.
chẳng cứ với chính đã tu chi interrogative adjective để viết modify ở bị pen nè example the when what iPhone do you like mà ta tu được sắp đại iPhone ở quay để nè chỗ chỗ trận thế nhé. Or number 8, whose cycle do you want to buy? Thì là ta con bà đại nè trong tên nhất kia chưa được bỏ nà kì nè bà chẳng tặng ông nè đẹp trong highlight bò của hôm nè cái ông chmô ta chỉ interrogative attitude. Alo ba 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 number 8 nhưng mình bộ phê thay ta con bùi nè để nè trong tên như trời thầm mấy bốn example A chứ chờ example A chứ xua tha ta nè chẳng tính con robot hú mình dưỡng bọc ra thả robot mẹ nè bà robot nô nà kì bà này dưỡng bọc ra nè nè bà robot nô nà nè robot nô nà kì chứ xâm đau lưu mà nốt á bà bia xâm đau lưu mà nốt bằng tay bia chứa ca mà sợ tiệt nè xâm đau lưu mà nốt bằng tay bia đa tu chứa ca mà sợ tiệt chẳng kì xua tha ta nè chẳng tính con robot nô nà kì thấy nhé chẳng con chẳng mạch cứ con robot nà kì chẳng à robot nà kì nó cứ viết bằng chuyện này ở phía cycle và dương nè toàn đấy bốn chà bà chẳng xa rộp màu vinh ở clay xâm rạp introgative adjective nế cứ dương prao viết nâu khăn ông phải dục xâm nua hay nâu phê đại viết prao nâu khăn ông phải dục xâm nua cứ tăng tầm miên niếm để thật nâu kháng cao viết chuyện này anh đang hay cái ôi chmô ta chỉ introgative adjective toàn mà nó toán toán chẳng bà ôn mơ nó chẳng nèm á roll pi xâm nu example 1 hoặc là example 8 khi miên niêm nó còn coi viên nó hỏi bục có chữ niêm paper có chữ niêm boy có chữ niêm how có chữ niêm car có chữ niêm pen có chữ niêm iPhone có chữ niêm cycle có chữ niêm thế nhé chẳng hạn đang hay cái ôi chmô thay chía niêm hay vía niêm mình là niêm nó cứ tay này cho nó pi kháng cõi introgative adjective chẳng định chẳng hạn đang hay cái ôi chmô thay chía và dốt bếp chỉ là cái này introgative attitude. Dốt cho bà hả? Dốt lại chờ. Ok. Bà to cho slide, bà to tiết. Cho number 7. Number 7 này cứ dương nì dây âm phí positive attitude. Chẳng bà dương nì dây từ đó positive attitude cứ dương sầm đau từ lựa ấy kế. Khôn là niếm đa tu cho ca mà sật. Mẹ nè. Chẳng ớt thì chứ. Sẽ tất khôn niếm đa tu cho ca mà sật nè. Chẳng bài dương này dây tại đó positive adjective is used to show who, what, owns it. Yeah. Chẳng bài dương positive adjective cứ dương trao bằng cái prao viết đam bài bằng hàng. Tha, rồi bỏ vầy mũi, vì chỉ cảm xích rồi bỏ nạ kế, rồi bỏ vầy. Đấy nhé. Hay chỉ thoa mà đá xâm ra positive adjective cứ viết tay tại cho nó một niềm chuyển nịch. Tay tại cho nó một niềm chuyển nịch. Toàn mà nữa nè. Họ miễn ấy khá, anh đang miễn tạm bơ lệ. Bà, cứ miến my, his, her, your, our, their, hay nâng its. Cứ miến tạm bờ nâng tỷ. Anh nâng cái hát là positive adjective. Họ thì họ chỉ bởi dụ. Ủa thì ta, this is my car. Thế nhé. Lan, lan rồi bọc nâng kỷ. Cứ lan rồi bọc nhóm. Chẳng hết. Chẳng hạn rồi bọc nhóm mai thì phải đào tu chía. Positive adjective. Cứ việc chạy này ở phía, car. Toàn mà nó thế này gì? Toàn? Ok. Example 2, your money is in the wallet. Your money is in the wallet. Chẳng your này phải đào tu chìa positive adjective, đọc bên money phải đào tu chìa noun. Chẳng mình thả lôi lôi đồ bỏ nạ kì, cứ lôi đồ bỏ nạ. Chẳng ai đồ bỏ nạ nó cứ viết modify, ở phía man, money. Hay tí tăng bảo viết, miễn tả mua ấy thì tăng mà viết cái tay này cho nó một niềm chẳng định. Vẫn đang nộp bây để viết cho nó một niềm. Vì ai đa tu chi sạp chi của bạn. Và vì ai đa tu chi ọp chi của bạn. Toàn này hay tí tăng mà viết ai nộp đám cả đá hay nâng trong của bạn này. Đó xâm khán à nâng xâm khán à vậy đây xâm khán cứ viết cho nó một niềm chẳng định. Niềm nâu cả lấy ná. Đại viết bằng chuyện này ấy cứ viết đâu cả lấy nặng đại. Toàn mà nế. Đôi cả này chẳng hả. Thế niềm đa tu chi ọp chi được bó vấp chuẩn bị this. Thế nhé. Và chẳng trong cả này nó cứ viết cho nó khang mốc noun đó bao nhiêu cái thẻ đó là bây giờ năng money niêm bao nhiêu thật nâu hàng mục với chẳng mình đây thà positive adjective nó cứ bị cho nấu hàng mục niêm bằng bình đẳng đó toàn đấy toàn này đấy toàn chẳng ok nhập xế toàn ạ nhập xế ok toàn chẳng ok và to tiện bà
emphasizing adjective và emphasizing adjective. Sẽ tới chữ emphasizing adjective nè. Chẳng bao giờ này dễ ta đo emphasizing adjective. Cứ dương bao viết đầm bay bằng hai như rư co bao viết đầm bay sẵn cọt. Tôi lưu sở thà nập hiếp rư co chỉ prật cá rư co chía sẽ đây thay anh ca nam mùi. À nâng hay cái ôi chmô thay chữ emphasizing adjective vậy. Toàn mà nế. Toàn nó kinh dương. Toàn nó nế. Bà lấy chung mơ tôi lưu bị dụ. Bà đôi chỉ bị ôn. Bà ôn những bọn bài tập luôn ảnh. Bà worry những bọn bài tha mình lại nụ ai như đứa còn nụ ai vậy nhé không cả này nếp bị worry đại dương thu lập score thì muốn mất cái tay cho bọn bài bị bảo viết cứ bọn bài thẳng nè cứ khẳng nè trên tàu à nó viết đau tu chỉ adverb bản thân bản thân chỉ worry nữa viết đau tu chỉ adjective vĩnh chẳng mình lại tha dương bọn bài viết tha mình lại nụ ai như đứa còn nụ ai toàn đấy chẳng bản thân đâu không thể sao ông lấy cứ dương ọt ngọc cả la tay một kha mà kháng mình đi ta ôi ta khơi bịa nó cứ đăng đã bỏ bài chẳng cứ mê này toàn á hay bà ta khơi bịa nó bỏ bài chẳng à năng mê chỉ nạ riêng ông lê đi phố nạ riêng ông lê cứ kì thấu reflexible đi thấu flexible đôi cả này xem lược bịa muối nè bà bịa đè dương score chỉ tu tâu nó đôi chỉ bịa capital capital bà nây viết tu tâu để dương thuộc score cứ dương bỏ bài ta rích thần nì rích rốt thần nì mê nế bà đôi chỉ dây thập nông bánh capital city chẳng tâu hả bà anh nói những bài bài này từ từ phần tại bản thân là những bài nó không bị sai chỉ là cái là technical word đôi nó không có bộ business anh nói những bài bài thật rất là này rất là rất là này cứ sai nhiều mà thấy nhé trong cả này nó những bài bài thật đáp đang tồn vinh họ bị tiệt đôi chỉ bị corporate corporate những bài bài thật sa hạ cả này từ từ phần tại bản thân này chỉ là cái là technical word những bài bài thật sa chỉ việc cam vinh thấy nhé nó không bị sai business trong cái này thì phải chỉ là riêng phải sai anh lễ cứ dương ọt bọ prae ngọp tay mùi cả là nâng tì cứ dương bọ prae tàu tam athanate tàu tam contact bạ rập bọt nấy bởi dốt bạ rập bọt nấy technical term mà vì anh đang mang cái hào thay nạ riêng ra ông lì toàn mà nót này dưỡng toàn toàn thờ ok example bà example khi dưỡng ở trong sâu bạch chuyện tích khả này emphasizing adjective nấy mình miên là miên tập pi nâng ấy nè miền đã ôn rư cả worry nâng á còn long mốc dương thơ lọp chụp tại pi nâng anh nâng dương khênh khênh pi nâng á phần tay bên đâu miền tỏ tiệt chẳng bập ôn trong đất bộ này sao chứ luôn anh bật thai em tiệt phần tay ở vậy được trong trong ở dốt ôn phần là chân nam thai emphasizing ấy tiếng cứ cái prao viết đậm bay sẵn cọt tổ lớ ở vậy mùi nó cứ ai chứ sẽ thay nập hiệp rồi bỏ niếm rư có sẽ thay nập hiệp rồi bỏ mà nô nà mà nè anh tự ná đôi cả này example bởi dương nè bởi thế she is a worry girl và she is a worry girl that I love. Thấy nhé. Niếng cứ chữ khmênh sài mình nẹ nô ai để khiêm sài lành. Thấy nhé. Khmênh sài dàng mạch cứ khmênh sài mình nẹ nô ai rưu cả mình nẹ nô ai dân tập. Thấy nhé. Chẳng worry cái này nắng cứ việc đào tu chía emphasizing adjective đại viết bằng chuyện này ở phía girl bằng dương nè. Toàn mà nó toàn ok. So example 2. I saw all this with my own eyes. Đấy nhé. But I saw all this with my own eyes. Khiom ban khơn rõ là quay quay tăng ó. Chỉ mùi nâng phânêch tòa khluôn. Và rưu cập phânêch khluôn ai nhé nè. Và đôi dương pra thế. Nhưng khiom khơn tòa phânêch tay mà đó. Anh đang kêu pra bị ôn ai nhé. Nhưng nhớ toàn nè ôn ai nè bà chẳng ôn ấy mình đây tham việc đào tu chía emphasizing adjective đại việc bạch chuyện này ở noun mà dưới cứ ai bạch dương này toàn nè example thứ bảy he did the homework with his own rồi nhé quạt bàn thưa cái cam tiếc bà chỉ mua những luôn rồi bỏ bà mình đây là luôn rồi bỏ quạt rồi nhé chẳng hạn ấy sầm nuôi suốt ta chồng thích chớp hay tập đi tập bông mốt ha quân niệm cứ việc thay để cho nó một niệm trở nên chắc cả này bị ổn việc đào tu cho quân niệm này ta vấn đề còn là việc chỉ vào phép emphasizing ai giới tiêu cho hẹn đấy bạn ăn miên niệm nó hoàn cõi vì mình sẽ ngon lắm nè dưỡng sẽ ngon lại không phải mà cả này nắng cứ việc modify ăn niệm mà dưỡng nè he nè toàn đấy mình đây tha sẽ cái robot luôn quạt nè
À sai cái robot khuôn ai nhỉ? Nãy cái khuôn ai nhỉ? Cứ cọt này vì modify subject he này vậy nhỉ? Toàn đấy, vì modify subject he này vậy nhỉ? Nhé, bà. Toàn mà này này chứ? Men modify bị his này hết này, cứ modify bị he này vậy nhỉ? Toàn mà này. Chà. Ok. Miết ai sang ngó thằng cầm nói nữa. Miết ai sang ngó đấy. Miết ai sang ngó? Yes. Chúng ta có lẽ example thì bị ôn nó modify từ biến là chờ ai ai modify ai bởi vì nó chọp chẳng móc cứ bị modify à năng thèm đó chà chờ toán đấy nè chà ok nạp xây mình chưa dùm nuôi tên mình chưa dùm nuôi tên toán ok cho number 9 number 9 dừng dùm bị exclamatory adjective xong nuôi số thang sẽ tức chỉ exclamatory adjective trong bài dương này dây tật đo exclamatory adjective is used to show the emotion and it's always uses with noun nói nhé trong bài dương này dây tật exclamatory adjective cứ tạo bàn kỳ prá đầm bây bằng 2 nhầm tí arom bà arom emotion bà dương á tạ tông chỉ mùi arom dương bà chỉ lạc nạ rùm chụp rùm chù lắm bà đôi chỉ lạc nạ phí nhạc ở đấy bà anh đang gọi cho mùi emotion này hay bia tay tay pra chỉ mùi niêm chỉ nịch dây rôm tao bùa ai chỉ thiếu nó cứ cana ta pra biết thả modify rồi cả describe cứ về thấu khơi chỉ mùi niêm mày nhé bà trong đó chỉ bị what always use with exclamatory trong bị what cứ tay chỉ pra chỉ mùi nó phải dùng bài chỉ lẽ cái này exclamatory nhé ở sư ở ti ho cái sư ta what's a practical bà what's a practical bà cái số là ta không may say nó sát đôi điểm nè bà đấy nhé cái bọt này chân với nhé mình ao kinh biệt thả vọt vọt những bọt này thả vậy nhé bà ta không may say đôi giờ răng bao dương với phi nhập à lắm đôi dương mình đang khơi như sát đầu đập bên này nó dương khơi cái lấy khơi không may say đó sát khăn mình tên chân cái số là what's a practical bà ta không may say sát đôi điểm nè chân việc bằng hành phi răng dương rum chưa rum chua đại dương mình đang ban khơi thì muốn mỏ đấy nhé chân cả này vọt đấy cứ hiện bọt này đôi điểm nè vậy đấy nhé bà nhưng mà bọt này thả vậy thì nhưng mà phải thay đổi được biếp ná cứ việc thật nó không có biết exclamatory adjective toàn mà đấy này chứ toàn toàn chờ ok number 2 what's a lucky girl she is bà ta cái gì đó mấy sợi đòi sầm nang mùi đó quạt sầm nang mình đây thật quạt sầm nang đòi đòi được biếp nè mình đây thật quạt sầm nang quạt khai tôi chuyển ở miên rồi quạt cắt nó không tập câu nè miền này giống cái này ta ta quạt nó ở sầm nang rồi quạt nó ở hai đứa bạn chỉ quạt nó sầm nang rồi quạt nó ở miền cái hào ta miền ở được cái hào ta chia những cái hào ta ấy cái prom thì khất quạt cha môi giống cái này bà nè hai đứa bạn chỉ quạt sầm nang tại tông cho môi nâng à năng tặng ơn nâng bà chúng mình thấy cái này nó cứ việc bằng hai nhầm pi exclamatory adjective việc bằng hai pi exclamatory adjective vậy hay bản thân thì cái này nó cứ việc modify ao ấy bạn này nhớ cứ việc modify pi girl là dùng từ mũi modify pi girl và dùng từ pi cứ việc modify pi girl đại bà girl đại nè bà miền chia sầm nu ấy đấy cái này nè hot cho bạn cái này nè yes còn để cho thay bây giờ nâng vía bộ chim mới hiện cồn cồn chả bây giờ nâng vía à vía ăn cồn thì trong giới tha còn cả này nâng thì chán thì trong bằng hai nhầm pi emotion bảo dương á chị emotion bảo dương mình thay à rom bảo dương vía mưa tao đôi đôi cả này thay what's a lucky girl she is và rồi ta niên cho mình niên khai tao chi mình say đỏ miên sầm nén đôi là bịp nè chẳng hết nè thì trong trong mình này chẳng á bà khai thì mình say môi đầu miên sầm nắng rồi được điểm nè chẳng á bà toàn mà nè vào tay mấy nè xua tông không cha chờ ok vào tay bà xua chắc là o bà xua chắc là o bà có dương rồi đó ai đó sai nè chúng ngon bà dương để chúng ngon đấy nè đó xua cứ dương miên cái hào ta ở cho bà nó thong chúng mình đang chẳng bà ở cho bà nó thong chúng mình mùi nát cứ xua mà ở đây thì nè bà nhưng mà miên tập ca này thì phổ ca riêng mà dương về thâu tập miên ca xua hay là chơi gì ngay bà nhập xe miên chia sầm nuôi đấy nhập xe tiết alo bạn miết đây nè muốn xe miên sầm nuôi đấy
Ok, bà ăn miếng nhầm châu trong cái nào. Bà trong cái đó dưỡng 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 proper adjective. Này nhé, proper adjective. Xem nó số tha, ấy tức chứ proper adjective. What is a proper adjective? Này nhé, bà. Trong bài dưỡng này dây tại đó proper adjective. Khi cái bà viết đồng bay bằng 2 nhầm pi prophet này mà nục. Nà mà nét, bà ai chìa vật thố, bà ai chìa sát, rưu cả ai chìa tì cả lại. Cứ bằng 2 nhầm pi prophet. Nà, a kind of person. Sing animal and place. It usually form from noun. Chỉ thua mà đã viết tay tại ban tùm rung trên một biểu niệm. Nó là nâng cao chúng ta proper adjective. À, lâu dân mưa tì hoa đảm bây phía tiên tọt. Thế nhé, đảm bây phía tiên tọt cho mùi nâng. Nhi dù mà này bỏ chữ. Ở tì hoa tập biệt Cambodia. Kalpi mê riêng môn môn. Đại dương riêng làm pi tí mũi, mình dương riêng làm pi noun mẹ nét này chứ. Mình chẳng ấy? Chân. Bà. Nếu còn noun nó dương miên tập hết noun mũi, cái ôi chung mũi là proper noun, mẹ nọt. Hãy xảy tới proper noun. Proper noun is a word that show the particular person, thing, animal and place. Mẹ nét. Hãy proper noun cứ việc tay anh ta chạp bắt đầu chứ mũi nâng ở sau thông chứ nịch. Toàn mà nét này chứ. Nếu còn noun tập hết proper adjective có đôi khi này đây. Proper adjective cứ tùm rộng mà viết cứ việc ban một bình niệm. Ban một bình niệm chẳng mạch tùm rộng mà viết. Hai viết bằng hai nhầm pi bật hết bọc vật mật nốt, vật thố, sát, hai nâng, tì cả lại. À lâu dân mưu tì họ, bà dân dân pi Cambodia, viết chỉ niệm mẹ nế, chứ mô hồ bọc bật tì mùi mẹ nế, bật tì Campuchia. Mình chẳng. Thế nhé, anh chỉ niệm á. Chắc là bây trong prai khai viết tâu chỉ adjective, kê pra Cambodian. Thế nhé, miền là sao en nâu kháng trọng. Trong bài dương dưới em bị Cambodian, vì lẽ anh tao chỉ noun với nhảy, cứ cái ôi mô thay chỉ proper adjective. Toàn nọt. Phở proper adjective, nì dùm này bảo viết cứ viết bằng hai bí bập hết rồi bỏ mà nốt, vật thố, animal, hay đường tì cả lại. Hay proper noun, nó, proper adjective nó, cứ tầm rung bảo viết cứ tay đại ban mô bí niềm trên định. Thế nhé, trong bài dương dưới em bị Cambodian, vì chỉ noun. Và bây dương dưới em bị Cambodian, vì tao chỉ ấy kế. Adjective vậy. Bạn này adjective nó kêu ở một phần hết mũi cứ proper adjective. Sầm nô suy ta chắc thì chơi miền tạm mũi nè cứ ở tại miền chân nào. Lập ôn mở tì họ. Italy chia nào ok nhé. Chúng một phần bỏ tì mũi. Chắc là bây dân dễ bị Italian viết tàu chia adjective. Bạn này adjective nó cứ viết bằng hai nhầm pi proper adjective. Được nhé. Họ Thailand chia nào. Đó bây viết tàu chia proper adjective được cái adjective nữa. Cứ Thai mình. Tôi dùng bà biệt Thai people như thế nào. Italian people, Cambodian people như thế nhé. Chẳng mình thấy miền niêm nâu hàng cõi viên mùi nữa. Chẳng hay proper adjective cứ nâu kháng. Kháng một việc cứ Cambodian people. Cứ Cambodian đã tôi chỉ proper adjective. Anh ấy xây mùi tiền á. Bà xây mùi tiền. Bà anh ấy còn đọc trong bình dô lệ. Xây mùi tiền á. Bà. Chẳng những mơ này dùng này mình là it refers to the name of any person, placing, object, idea or L. Bà vía, mình là vía cứ trao băng kì pra đảm bây xâm đào tới lưu chmô rồi bỏ một nốt. Tì cả lái như vật thổ. Bà object cũng có prai thao vật thổ đấy ná. Bà idea cũng nít rư có ở quay mùi xây tiền. In simple word, proper adjective is a modifier that is formed by proper noun. Bà respectively. Nghe? Đôi nì dùm này bao dưỡng cứ đôi ở quay được trong bình dồn mình nhận đài. Chẳng nâu khăn ông bị xâm mánh. Proper adjective nó cứ vía chia nẹ modify mình này thì chỉ nẹ bằng chữ này ấy để viết trâu bàn bấm line tranh một tí và proper noun thế nhé chẳng bao giờ dùng pi Japan rồi chỉ Japan với chữ proper noun thế nhé Africa, Egypt, Italy, England ấy nữa viết đó viết ở một thời chỉ proper noun nè chẳng đâu pi đại đôi chữ Japan đôi pi dùng time is viết tới chữ Japanese thế nhé Japanese thì ở một thời proper adjective và Africa viết bột chữ mũi là n viết tới chữ African cứ proper adjective Egypt viết bột chữ mũi là n viết tới chữ Egyptian và Italy viết tới bột chữ mũi là n viết tới chữ Italian đặc biệt England viết bột chữ mũi là is và viết tới chữ English toàn đấy chẳng English nhưng bao bài thì sao ông lấy phong viết bao bài thế chuẩn chiết ông lấy phong toàn mà đấy này nhớ toàn đấy nè nào cái chơi mình chơi tham ấy sao mà đong tiếp mình chơi slow chơi slow à lâu nhom nị dây khay khay bà dương nị dây tới đó proper adjective
គឺត្រូវបានគេប្រើវាដើម្បីបង្ហាញអំពីឈ្មោះឬក៏ប្រភេទរបស់មនុស្សទីកន្លែងវត្ថុគំនិតឬក៏អ្វីមួយផ្សេងទៀតហើយទម្រង់របស់ប្រភេទទីទៀតគឺគេប្រើវាបានមកពីនាមហើយនាមហ្នឹងគឺនាមប្រភេទ noun បងណាណាហើយគ្នាយើងសួរថាស្អីទៅប្រភេទ noun តើបើកសៀវភៅមើលឡើងវិញទៅប្រភេទ noun ខ្ញុំបានប្រយោលហើយខ្ញុំស្លាយជូនហើយខ្ញុំមុនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដែរពីប្រភេទ noun ណាបាទអញ្ចឹងដូចយើងមើលពាក្យនេះប្រភេទ noun ដូចជាពាក្យ Japan ដូចជាពាក្យ Italy England មិនមានមានច្រើនតទៅទៀតឃើញទេអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទ noun អញ្ចឹងដើម្បីចង់បំលែងវាទៅជាប្រភេទ adjective ដូចជា Japan បូកជាមួយនឹង is ទៅជា Japanese ឃើញទេ อิตาลีบวกជាមួយនឹង is វាទៅជាอิตาเลียนอิงแลนด์ទៅជាបូកជាមួយនឹង is វាទៅជាอิงลิชតើណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីចាប់ផែនេអាហ្វ្រិកានអេជីបទីនអេតាលៀនអេងលីសអាហ្នឹងហើយក៏ឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទអេតាទីតើណាណាណាយើងតើណាតើណាមិនថាស្ងោរខាងពេលណាមិនយើងត្រូវផ្ញើឲ្យត្រូវថែពាក្យខាងក្រោយហ្នឹងអីឈើ កន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើវាបញ្ជាក់នៃអនាមឧមាថាយើងចង់និយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺរស់រាយរាក់ទាក់មែនទែនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រជាជនកម្ពុជាມັນយើងនិយាយទៅដល់អីគេនេះកម្ពុជាដែរយើងអាចប្រើកម្ពុជាណាកម្ពុជាគឺជាណោនទេដើម្បីចង់ប្រែក្លាយវាទៅជាគុណនាមបែបជាលក្ខណៈ proper adjective អញ្ចឹងយើងបន្ថែមអក្សរ n មកវាទៅជាកម្ពុជា people are friendly យ៉ាងមកតាន់ម៉ានេះតាន់ម៉ានឆាបាទហ្នឹងដៃគូរបស់វាដូចជា Italy ទៅជា Italian Thailand ទៅជា Thai Vietnam ទៅជា proper adjective គឺអីគេ Vietnam គឺជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសវាដើរទូជា noun ចុះដើម្បីបំលែងវាទៅជា proper adjective អីគេ Vietnam ទៅជាអី Vietnam ទៅអី Vietnam is ប្រជាជន Vietnam Vietnam ទៅជា Vietnam មិញ អញ្ចឹង យើង និយាយ Vietnam មិញ វា ដើរ តួ ជា proper adjective តាន់ ម៉ាន អត់ តិច យើង និយាយ ថា ប្រជាជន កម្ពុជា គឺ រុរា រៈតិ តិច ទៅ ប្រើ ពាក្យ ថា Cambodia people អត់ ត្រូវ ទេ ណា នេះ យើង គឺ យើង ត្រូវ ប្រើ ពាក្យ Cambodian វិញ អត់ ត្រូវ ហេតុ បាន ប្រើ ពាក្យ Cambodian ព្រោះ Cambodian វា ជា អី គេ វា ជា proper adjective ដែល វា បញ្ជាក់ ន័យ ឲ្យ people នោះ ឃើញយើងបកប្រែខ្មែរថាប្រជាជនកម្ពុជាមែនទេអញ្ចឹងប្រជាជនគឺ people ហើយកម្ពុជាគឺ Cambodian ហ្នឹងហើយព្រោះយើងចង់ប្រើ modify បញ្ជាក់ន័យឲ្យ people នោះអញ្ចឹងអត់ប្រើពាក្យថា Cambodia ទេគឺយើងប្រើពាក្យ Cambodian តើណាអត់តើម្ចាស់សំណួរអូខេយល់ច្បាស់ហើយណាចា៎អូខេ បាទនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនទៀតបាទដែលខ្ញុំបន្ថែមបាទ name of place បាទ name of place ហើយបើយើងនិយាយពីប្រភេទ noun China Italy Asia Britain បាទដល់ពេលវាទៅជាប្រភេទទៀតដូច China ទៅ China នេះមែនទេហើយ Italy ទៅជា Italian ហើយ Asia ទៅជា Asian ឃើញទេហើយ Britain វាជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសបាទប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសណាបើទៅជា British វាជាជនជាតិអង់គ្លេសវិញឃើញទេហើយ name of person ដូចជា Buddha ព្រះពុទ្ធបាទទៅជាប្រភេទអីទៅមានន័យថាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្អាឡូនេះយើងឮច្បាស់ហេ Alo. លឺឆាតែតែមិនញ៉ាត់លឺអូខេគេតេមកបងៗតេមកបាទ អូខេ name of person បាទដូចជា Darwin ទៅជា Darwinian បាទ Mac ទៅជា Marxist Chris ទៅជា Christian បាទហើយ name of brand មានន័យថាឈ្មោះរបស់ផ្លាកយីហោអីណា
đôi chi Reliant, đôi chi Reliant đấy, hay nhé, đôi Nikon, đôi chi Nikon đấy, hay nhé, bà. Chẳng riêng mình là tí ho nó dùng nhóm theo slide chun ở hơi, hay bà ôn vô đầm mưu bà thèm nè, bà. Ok, nè kì chi tí ho, bà chi tí ho chưa phải dốt, đôi dương dễ tha, Cambodian people are so kindness, hay nhé, bà mình là thật bà chi chôn Campuchia nắng cứ, bà chất lò mình tên, họ. Thai, bà Thai can speak English a little, bà mình là thật bà chi chôn Thai nắng, bà ai như dây vì sao lấy bàn tịch tù đi, bà. Họ tí bấy, bà Vietnamese, nếu như sẽ làm em lưu ấy. Lưu chờ. Ok. Vietnamese girl are making out. Thế nhé. Chẳng mình thà mình sẽ này chân chịt Việt Nam nó cứ quát bà còn bông tay thuộc luôn bà making out ấy nè. Thuộc luôn. Her nationality is Italian. Bà chẳng mình là sẵn chịt rồi bỏ niếng cứ sẵn chịt Italy. Bà he can speak French. Bà quát ai như dây phía xa bà ràng bàn. Italian foods are simple. Sorry, Indian foods are simple. Bà. Chẳng có mình thầm hộp bà hà rồi bà tên đi nó cứ vì sẵn mạnh. Bà Phnom Penh City is the heart of Cambodian. Thế nhé. Bà. Chẳng mình thầm tì krong Phnom Penh cứ chịu bệnh đông này bà chịu chôn Campuchia. Thế nhé. Chẳng hạn là bây được nhóm hài lai bò của hôm nắng. Cái ao chmô thầy chia prophet proper adjective hai. Toàn á, hay proper adjective nó cứ viết bằng chữ này ở niềm đằng hai, hay câu viết prai khai màu bị niềm này, đôi chữ Cambodian viết prai khai màu bị Cambodia, Thái viết prai khai màu Thailand, Việt Nam viết prai khai màu Việt, Vietnamese viết prai khai màu bị Việt Nam, Italian viết prai khai màu bị Italy, French viết prai khai màu bị France, India, Indian viết prai khai màu bị India, rồi được Cambodian viết prai khai màu bị Cam, viết prai khai màu bị Cambodia, toàn mà đấy chứ. Bạn chẳng là tặng ông cứ viết bằng hành viết proper adjective hay. Toàn mà đấy nè. Toàn. Toàn chờ. Ok. Bà này cứ chỉ bằng thêm xây mùi tiết nè. Này dưới. Bà bằng thêm xây mùi tiết. Bà chẳng mình thả adjective ending. Bà mình đặt quân niếm đại bằng chọc. Bà mình chọc tạo đầu ý kì lâu dùng mơ sân mất. Adjective have different endings. Bà mình đặt quân niếm với tay anh ta bằng chọc tạo đôi lạc nạ play play khí nìa mình là khóc khóc nìa. Bà chúng ta việc bằng chọc đòi bị phu dân tơ chúng ta việc bằng chọc đòi bị lại hình tàu. Né. Đôi cả này nè. Bà beautiful. Khi việc bằng chọc đòi bị phu tam bất bà dương dân bị thả beauty vì chừng nào nè. Bà nè đọc bị dương dây tơ chìa beautiful vì tơ chìa quân niếm vậy. Toàn nè. Bà chẳng hạn năng khói kì ôi mô thay chìa proper proper adjective đài. Ha, careless, bà careless, bà careless khi mô biết thật care, nhé, bà bị bộ và chọc đổi less, nhé. Ha, faithful, bà bị bộ chọc đổi full, bà harmless bị bộ chọc đổi less, bà useful bị bộ chọc đổi full, nhé. Chẳng đôi chìa homeless people, bà mình đây thà, mà nốt đà, khuyên tè, khuyên sầm bay nhé, nè, toàn mà, nè, mình đây thà, ai thật chỉ chôn là na tha của bà, nè, bà homeless, nè, bà. Qua miền tây miền sầm bay nhé, cả đời chỉ đời, bạn này nhé, nè. Anh nói chung là homeless people lại. Bà playful puppies. Bà mình là con chukai để cho chất lên chớn. Bà chúng ta bị bật lại cho các tiên nhịch tinh nuôi chúng ta. Bà. Họ. Anh nói dương bật dồn bật thay em thế. Cái thay an adjective that end in less is opposite of the same adjective that end in full. Bà chẳng mê thay. Côn là niếm đại bàn trọng đặc biệt less nó càng chóng. Cứ vì tay anh ta miền này tối. Bà chỉ môi nâng côn niếm đại bàn trọng đặc biệt full nó càng chóng. Ủa thì họ thay. Careful, bà cứ tôi bảo viết cứ careless. Careful mình này ta prong phải nhạt, đọc bê careless mình này ta mấy thuê bởi hại. Họ colorful mình này ta color nó cứ về chấp bà là ó, đọc bê colorless mình này color rồi bảo viết mình này riêng priel priel ở chấp bà hát nè. Useful, bà giàu, bà miền bà giàu, useless, miền bà giàu. Harmful, mình này ta bấm plan, bấm plan nhưng bấm plan như ở tại mà đó nè, là về harmless và mình này thà mình sâu chỉ bấm plan của mình để bấm plan đấy, bạn đấy ăn sâu bấm plan cho mình tôi nè. Họ the full ending means having a lot of something và mình này thà nó về đại dương bao full nó hàng trống mình này thà ăn thế này bảo viết mình này thà mean away away crop crop bình tại mà đó đôi dương bao biết ta careful mình này dương prong phải giặt bình lệnh colorful dương mean color bình lệnh hoàng đại. Họ painful bà painful bà having a lot of pain painful mean having a lot of pain mean là dương miên ca chú chặt tràn mệt tên họ hopeful có đôi khi đấy dương miên sẽ đây sang không tràn mệt tên nhé họ the less ending means without bà mean là nó bây giờ dương prale mean là thay anh thằng này bảo viết cứ ở miên ở vậy to là sao
bà example tiệt là left left miền này thằng miền sạc cái đam chơi nó cứ ăn miền sạc cái tạm đòn bà miền tạm mệt vía bà miền sạc ha sleeveless miền này thằng without sleeve đấy nhé trong miền này thằng nó bây giờ dùng brown less hay là brown full miền này bệnh bệnh lệnh như được chào nên tàu ở đây less miền này thằng bị ăn miền ấy to là sao đấy nhé ăn miền ấy to là sao nè chẳng hạn nó ăn thằng này là bỏ pí ai chỉ tiêu đây vì bệnh chọc tại đòi bị full hay là bị less còn mà này cái gì đọc trong lưu áp lưu bà lưu số ba hả ta nhìn nè ok và to tiếp some adjective and in why adjective khác cứ việc chọn đó so why nó khẳng chồng ở tiêu tha a dirty street ba a noisy room ba an oily pot ba a sleepy messenger ba sunny day này khi nhé việc chọn đó so why nó có chứa adjective đấy a stormy sea ba a muddy pit một đi phết mình này là phá lâu lùng đại sản bộ tự đói phổ và liên là mô cứ phổ tại mà đó mùi tiết của niềm khác cứ việc mà chọc là bị yếu mình này là IVE nè ở thì là an active child và an attractive hand và a creative toy gì đó nè thấy nhé đối với an expensive neglect thấy nhé hoặc talkative pupil và talkative pupil mình này là sao để cho chân này dây tràn dây tập bài chở nè và nâng talkative pupil và con niềm khác cứ việc chọn đó là ING nó khẳng trọng có thể là a caring nurse và an interesting book và loving parents và matching clothes và rồi có a smiling face gì đó nè chẳng hạn tặng ông nó cứ việc bằng hai những pi con niềm chẳng con niềm nó cứ ca bằng chọn tàu việc bằng chọn pi rồi có a so để thật nó khẳng trọng cứ việc khó khăn nhiều chúng ta việc chọn đổi vai chúng ta ING chúng ta IVE gì đó tàu nè đôi chỉ prao biết tha dazzling sunshine mình này tha thay rẻ để rẻ mà chom chứ dương nó vừa dương nó được vừa một tài mà đỏ bà chẳng hết nè bà toàn má nó chẳng toàn toàn chẳng ok mình này ngon mình này ngon lên mình này ngon lắm sao bạn sao khỏi bộ phê ở bà alo em thôi bộ thì đáp ở lưới đại đại nghe chưa biết sao bộ thẻ bộ thẻ đáp phong bộ thẻ đáp phong à bịa tầng on nắng ở cô đã chai bèn ở đây để chai tớ chúng cá nhung bọ prai chân tớ vì ở này vì ở khi mà trong ở ôn nâng ở che ta che thật nhóm á trong ở ôn chai mưa luôn ai bật thay em thiệt tớ bà à lâu ôn ở che bịa mùi nè hay ở chép pi tặng ó, hay có ở chép pi tặng ó. Bà đôi chép pi stormy she meta stormy meta chỉ bập bênh chú hả, bập chú cua chứ. Đã pi stormy she meta tất sự mất đại miên chào chú hay vì sự việc cua chào cua ấy cua tất ấy lang lơ muốn. Bà toàn mẹ này, bà happy ấy tiếc. Anh ôn vô để chạy luôn anh khá thôi nè. Chúng ta là nâu con cả này nếu dương ở ọt phò khơ thật lực khá bỏ bài bây quản chế bỏ bài sạp ở dồn. Xong khán cứ ôn vô làm phí bạ đã bọt bỏ vía đi. Thà ai tí việc bị chọc đó ai khá chẳng hết nè. Bà hay cả bỏ bài ôn vô bỏ bài luôn anh tích tâu. Nế. Bà cả này dương bỏ bài dương chạy luôn anh thong như cả thầu và can tùm lọp luôn anh chẳng nế. Bà. Ok mối tiết. Con là niếm đây bình chọc tại đôi ly chồng. Bà đôi chữ costly diamond ring costly diamond ring mình nói tha chuyên chiên bà chuyên chiên bệnh đó miền đầm lại bà chuyên chiên bệnh đó miền đầm lại muối bà an elderly woman mình nói tha sợ trái đầm miền vơi chậm nạc muối bà lively kittens bà lonely boy lovely girl weekly magazine nhé chẳng cái hài lai bò khám nó cứ việc bằng hai nhầm phí nè hay cứ việc bằng hai nhầm phí attitude nè đại bình chọn đòi sao vài chọn đôi chữ prapita daily newspaper và daily mình là chỉ bật chạm thằng ngày chẳng bao giờ prapita daily newspaper mình là cái set bật chạm thằng ngày như thế và a friendly police officer và karaya lai police mình là police mình là police để thuê ca nô ca giả lai đó miền phía ru rì mình nè và attitude khác cứ việc bằng chọn và bằng chọn đòi apple all and it ball is hay nâng
is ដូចជា broken ឬ broken chair បាទតុកដែលខូចឬក៏តុកដែលបែកបាក់ឯហ្នឹងហើយ childish behavior បាទ childish behavior មានន័យថាអតចរិតរលេចរលក់មានលេចអលក់តែម្ដងអតចរិតហ្នឹងគឺ childish បាទបើគេប្រាប់ពាក្យ childish childish girl មានតែក្មេងស្រីដែលរលេចរលក់ណាបាទលេងឲ្យលើមណាបាទcomfortable chair បាទតុកដ៏មានផាសុកភាពអីទៅ a dangerous place a foolish act fully មានន័យភ្លីភ្លឺដល់ពេលក៏ប្រើពាក្យ act មានន័យថាជាសកម្មភាពអញ្ចឹងមានន័យថា a foolish act មានសកម្មភាពដ៏ភ្លីភ្លឺ horrible smell បាទមានន័យថាការធុំក្លិនដ៏អាក្រក់ឬការធុំក្លិនដ៏មិនល្អអីចឹងទៅបាទ loveable cola បាទ national costume musical instrument terrible mess បាទ woolen sweater បាទ wooden table ណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពី adjective បន្ថែមបើសិនគេប្រើពាក្យថា spoil poisonous poisonous បាទ poisonous snake មានន័យថាពោះដែលមានជាតិពិសជាតិពិសច្រើនណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពីគុណនាមហ្នឹងណាបាទគុណនាមខ្លះវាបង្ហាញអំពី color of thing មានបង្ហាញពីពណ៌ហ្នឹងក៏ជាប្រភេទគុណនាមដែរដូចពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ Q ហ្នឹងដូចជា Y ឃើញទេបាទ please get me some white pen ឃើញទេចឹង Y វាដើរតួជាគុណនាមហើយ the sea is blue បាទហើយ George is wearing brown shoe ឃើញទេ I don't like green apple carrot are orange ឃើញទេបាទហើយ flamingos បាទ flamingo are pink បាទ eggplant are purple បាទ roses are red ចឹងពណ៌ដែលគេ highlight ពណ៌រៀងដិតបន្តិចហ្នឹងបូលបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាគុណនាមបាទនេះគុណនាមគឺជាប្រភេទ color តាន់ម៉ានេះនេះយើងតាន់អត់តាន់ចាអូខេមានសំណួរអីអត់សំណួរសួរណាយើងមានសំណួរអីបាទបើអត់យើងចូលបាទអត់ចូលមួយទៀតបាទគុណនាមខ្លះវាបង្ហាញអំពី size ទំហំបាទវាបង្ហាញពីទំហំណាអមគេប្រើពាក្យថា a shoot អានេះមានអានថាហាច់ទេយើងណា a shoot balloon មានន័យថាពេតប៉ោងដល់ធំមួយបាទហោះតាប៉ិតគេហៅប៉ោងគេមិនហៅពេតប៉ោងទេបាទពេតប៉ោងគឺភាសានិយាយរបស់យើងឯងភាសានិយាយរបស់យើងឯងណាបាទ a fit zumu wrestler មានន័យថាកលាការ zumu ដល់ធាត់ម្នាក់ហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងវាបង្ហាញពីទំហំបាទដូចជា a big head ណាbroad shoulder a high mountain a large ship a long bridge a low ceiling ឬក៏ a narrow path បាទ smell animal បាទ tidy insects ឬក៏ a wide street អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីគុណនាមដែលបញ្ជាក់អំពី size ឃើញវាសត្វតែមាននាមនៅខាងក្រោយវាទាំងអស់ឃើញសត្វតែមាននាមខាងក្រោយទាំងអស់ដូចគេប្រើពាក្យ a long bridge បាទមានន័យថាស្ពានដល់វែងបាទហើយ a low ceiling មានន័យថាពិដានដល់ទាបអីចឹងទៅបាទតោះណាណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពីទំហំបាទដូចជា scene អីក៏ជាទំហំមួយដែរបាទ a scene boy a short man អីហ្នឹងឃើញទេបាទហើយ the word tall describe people and narrow upright object for example you can say a tall girl ឬក៏ a tall bookcase បាទមានថាបើចឹងយើងប្រើពាក្យថា a tall girl មានន័យថាក្មេងស្រីដ៏មានកម្ពស់មួយមានក្មេងស្រីដ៏មានកម្ពស់ខ្ពស់មួយចឹងណាប៉ុន្តែមានន័យថាបើសិនយើងប្រើជាមួយវត្ថុ a bookcase បាទមានន័យថាធ្នើរដាក់សៀវភៅនោះគឺមានកម្ពស់ខ្ពស់បាទកម្ពស់ខ្ពស់មួយទៀតពាក្យហាយក៏យើងបកដែរថាខ្ពស់ដែរគឺវាបង្ហាញអំពី bigger ឬក៏ wider object that reach a great height មានយើងប្រើពាក្យហាយនោះគឺពិពណ៌នាអំពីវត្ថុដែលធំជាងឬក៏វត្ថុដែលមានភាពទូលាយជាងឬក៏វត្ថុដែលយើងអាចដាក់របស់របរបានច្រើនអាហ្នឹងក៏វាប្រើពាក្យហាយដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់ធ្នើឬក៏របស់វត្ថុហ្នឹងឬក៏របស់អ្វីមួយហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខ្ពស់ខ្លាំងឧទាហរណ៍ថា high mountain អញ្ចឹងមានតែភ្នំហ្នឹងគឺខ្ពស់ខ្លាំងដូចជាភ្នំ Everest ហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យ tall ទេតោះណត់យើងអាចប្រើពាក្យ tall ទេព្រោះពាក្យ tall យើងប្រើបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏វត្ថុអីសាមញ្ញៗធម្មតាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាលក្ខណៈខ្ពស់ខ្លាំងអាហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ high តោះណាហ៎ a high wall ឃើញទេមានន័យថាជញ្ជាំងវាខ្ពស់ខ្លាំង
toàn mà nắp cái gì toàn miễn chi sầm nu ấy ấy alo miễn chi sầm nu ấy ấy miễn đây nè bà anh ấy dùng dùng pi comparative of adjective cái ở chỗ mà ta còn điểm bìp thiệp nữa chẳng biết là when you compare two people or thing use comparative form of adjective chẳng nói bây đại dương bìp thiệp mà nó pi nè và thuộc pi nè cứ cái ở dùng pra comparative form lots of comparative and in or cái thà còn điểm bìp thiệp chỉ ra nó cứ viết tay ta phải chọc lại pi or nào khẳng chồng ở phía ta pi small đó bây tao dư small tổ chiếc mình là smaller nhé cứ dùng bộ ER thẳng trọng và đó là bây fast đó bây dương tao chỉ comparative adjective cứ faster nhé bright đó bây tao dương tao chỉ comparative cứ brighter cheap và tao chỉ cheaper clear tao chỉ clearer loud tao chỉ louder new tao chỉ newer rồi hôn mà đó sicker và sick mình là cry hết á và sick tao chỉ sicker dương tao và nhớ dùng bộ ER chúng bây giờ ti hoa chi bị dục và lo dùng mưa tướng bà nấu pi đại dương prau vi tàu chi comparative với tay tầm miền pi đen nấu hàng trong à chúng bây giờ ta the word then is often used with comparative adjective for example you might say Jack is taller than John miền này Jack nó cứ po chiêng lục tròn thấy nhé a sport car is faster than a motorbike thấy nhé miền này thà lan bản nắng xong rồi lan bản nắng bài cải la mùi nó cứ vi rất lươn, rồi có viên miên là bươn lươn chiếng mà tổ. Đấy nhé. Trong mình này thay nâu bê đại dương prao chỉ là cái nạ comparative. Chỉ là cái nạ comparative cứ dương tay nhập bộ chỉ mua ý ố hay miên đèn nào kháng và tỏa bị ảnh tiêu nào. Né. Miên chia xâm nuôi ạ. Alo. Miên ạ. Nạp xe miên ạ. Ở đây nè. Và mỗi tiết dương prao chỉ superlative. Thầu chám cả nà dương dương bì superlative mình nên thành lạ cả nạ priếp thiếp đạch kê bằng phọt. Lạ cả nạ priếp thiếp đạch kê bằng phọt. Hay rụp môn bảo viết cứ dương bốc cho môi nâng EST nâu kháng nâu bằng toa bì quân niềm. Né? Ở tiết đạc ngồi ngực. Họ bởi dương prao bì thăng ngồi ngực chiêng đạc khờ. Họ ngồi ngực khlang đạc khest. Đấy nhé. Chứ ngài đạc khách nít cái ôi chúng ta chỉ superlative. Hết đáp bằng dương hiên nào anh thấy chỉ superlative. Đời sao bên miền PEST nào càng trọng. Còn mà nế. Sịt. Bà. Mình là thật krah. Krah đáp bằng này krah là mồm. Krah chiên. Mình là krah chiên cái bệnh thiệp mà mục nè. Bà mình sịt khờ. Đó bê krah bằng phót. Thế nhé. Sự phấu nó krah bằng phót cứ sịt khách. Đấy nhé. Bà. Chúng anh ấy cho anh ấy cái pra côn niềm thoa mà đà. Đó bây anh ấy cứ comparative dương bộ mùa EO để dương riêng slide khẳng bông á. Bà. Cái nhé EO bà EO khẳng trong nó hồn. Đó bây giờ tao chỉ superlative cứ dương miễn bộ EST nó khẳng trong ấy. Đó nhé. Bà ha. Long. Bà sọ là vên là mồm. Đó bây vên chiếc longer. Đó bây vên nhầm phót. Đó hồn đó là phôn chương ấy cứ longest. Đó nhé. Bà. You often add the before the superlative form, for example. Hay xâm rạp superlative form, vì ta anh ta miễn đỡ nâu kháng mốc của nền niềm chân địch. Ở tiêu thà, Mount Everest is the highest mountain in the world. Mình là Phnom Everest cứ chỉ Phnom đẹp bộ chân kê bằng phát nâu lơ sọ còn lụ. Đôi bầm bay cả lâu á, bà Phnom nâng á, bà đam nâu lê bầm bay kháng mốc Phnom nâng á. Bà. Peter is the tallest boy in his class. Bà Peter nó cứ chỉ khám ơn bác đại khu chân kê bằng khuất nông thả nạn toàn mà nế bà miễn ai chẳng ngó lắm hay dưỡng miễn ai chẳng ngó lấy cũng miễn ai chẳng ok anh ấy rút bằng môn đại khu nhóm bằng thêm ói bằng tốt bị dương riêng mình nhận ạ họ comparative với chơi chân dịp bí về miễn long về miễn short comparative hay nâng long adjective sorry comparative với chân dịp bí miễn short comparative adjective form hay nâng long comparative adjective form short adjective short comparative form cứ rụp bằng môn bảo viết ôn khuôn là do sạp chí bột chỉ môi nâng bì bì nó cứ sắp nào lực em is a à sai cho lực sạp chí đại dương pra bà sạp chí dương pra he she it dựng bột một ý mò bà sạp chí pra đà ra bà chí mô hợp bò mà nó dương phở ý đà bà sạp chí dương phở á dương thở phở e mò lại nâng bà sạp chí dương phở uv đế dương thở phở a mò hay bột mùi e tiêu hay bột mùi e o hay bột mùi đen hà cho chất ôn trong và thêm ấy và thay mò đó đấy
năng cứ dùng short adjective miền này thá short adjective miền này cứ sắm đào từ lớp con niệm đại miền tây một chiêng ấy là con niệm đại miền tây một chiêng nè dùng riêng mình nhỉ cheap thế nhé một chiêng ha clear một chiêng loud một chiêng new một chiêng thế nhé miền tây một mặt một chiêng miền tây một mặt nó bớt sang dùng dây phía sau dây nè và nên dây phía sau bên trái cái tay cái hàm tập chiêng này và silly ball đặc biệt long compare the two adjectives mình đã con niệm đã miên chấp bị pi mặt làng tàu đôi chỉ bị beautiful thấy nhé beautiful man mặt bảy mặt này nhé chắc rụng muốn bảo viết cứ còn do sản chỉ bộ một bí bộ một mó bộ một adjective bộ một đèn mỏ nhé đặc biệt superlative adjective có viên miên pi rụng muốn đấy chỉ lẽ cái short hay đang chỉ lẽ cái long đấy nhé short mình đã tham mùi mặt có thể sản chỉ bộ bí bộ đỡ bộ adjective bộ est bộ trời trời trong mỏ a long superlative adjective form cứ sắp chữ bộ bí bộ the most và như thật ra the most bộ muối adjective mỏ à lâu dân mơ tự lựa tì hò dương xem mùi tiệt nế và tì hò xem mùi tiệt nế ba with adjective that end in e or to form the comparative ba and st to form superlative for example nế chẳng kể tha sau đó con là niệm đại bằng chọc đó là so e rồi có o nào khẳng chống đọc bây trong tàu comparative bà cứ dương con ta bằng thêm mấy cái bà dương con bằng thêm o bà dương con bằng thêm o mà bà hãy nè mình đây thà con niệm đại bằng chọc đó là so e nông chống dương con bằng thêm o mà đọc bây bằng cách tàu chi tầm rung comparative vấn đề bằng sân chi superlative bà dương con bằng thêm st nào khẳng chống mà bộ tiên hoa tập viện close khuyên viên bằng chọc đó e chống ấy chúng ta phải chọn tới cái compare cứ một chữ mùi nữa or khi khoa bật thêm or dùng bật thêm or thì thế nè à đặc biệt superlative dùng bật thêm st nó hàng chọn like có đôi khi đấy cái miệng e chọn ấy đặc biệt tới chia compare cứ bộ or đặc biệt tới chia super st hàng chọn nè anh đang bài dùng giảm phí quan niệm là miệng e nó hàng chọn toàn mà nó như dùng toàn đấy ok mỗi tiết kể là some adjective have only one syllable and with a consonant kể là con niệm mua chùm nuốt cứ vía miên tay một phiêng đi hay vía bằng chát đã đói cho nhìn nè and have single vowel before consonant hay vía miên đi kế sạ mũi nâu khẳng múc cho nhìn nè nè with this adjective double last consonant before adding er to form comparative and add est to form by superlative for example chúng ta bà sân chỉ quân niêm tàng lai nè đại việt chấp đam đòi chơi nhìn nè muối bột chụp muối sát bột muối chơi nhìn nè đam bay bàn tham er bán to lập ôn double mình nói thay dương bàn tham nào à so trong cầu cái này bị nắng hai bàn dương bàn tham er rồi cơ est bàn thế nhé đôi chỉ bị thế nhé về châu cvc ấy châu art alo alo này dương đúng rồi bà chúng tôi bigger hay là biggest thế nhé div có đôi khi là dimmer rồi có dimmest made có đôi khi là made tôi chỉ made this set tôi chỉ set this rồi có set this thế nhé phần tác bà sân chỉ có là niềm năng vì miền là sao y nào khẳng trong vịnh đầm bay trong bằng thêm eo rồi có est bán ôn thử lúc là sao y chót hay bằng thêm là sao i mùi sân hay bằng bộ mùi eo rồi có est ô thì hãy đặt bị gì thế nhé miền là sao y trong ớt miền chẳng đầm bay trong tôi chỉ comparative cứ ôn thử lúc là sao y bằng thêm i hay bằng bộ mùi eo đôi khi superlative ôn thử lúc là sao y chót hay bằng thêm i est toàn ớt dirty có đôi khi này đấy dirtier dirtiest happy happier happiest bratty brattier brattiest toàn mà nọt toàn alo ok ba này dương pra bà phụ con niêm xây môi tiết đầy dương dương pi bà phụ mò hay nâng mô dương dương pi con niêm đầy miên chạp thì pi chiêng lạng á miên thật pi mát lạng ô tí hoa thè beauty man mát view mùi thi mùi đó full mùi tiết cứ bay mát cái nhé beautiful cứ bay mát chẳng mà bay mát xong rạp comparative cứ bà bị mò cái nhé more beautiful hò đó là phía này cứ most beautiful cái nhé most beautiful nè rụng môn mà dương nè cái nhé bộ mùi mò ấy
nè, sản phẩm long ai tiêu trong bụng với mò đâu hàng bụng ai tiêu nè nghe bài, và bộ long ai tiêu ăn miếng bát thèm io thì nè, và rụng môn bảo dương nè, à, đôi chỉ biết ác tiêu man chiến, pi chiến, ác mũi tiêu mũi chân trong pi chiến lang tóc bạc cam phê trong bầm mò, super trong bầm mos, cái nhé, ác tiêu chia, tàu chia cam phê cứ mò ác tiêu, mos ác tiêu, charming, và charming mình thấy đại miền môn sanai thì này dương á, charming á, đôi cái bà biết là charming girl. Mình là comment sẽ đọc miễn môn sân này được nhé. Bà more charming rồi còn most charming. Cheerful, bà more cheerful, most cheerful. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Delicious, more delicious rồi còn most delicious được nhé. Bà cái thằng adjective that form their comparative or superlative with more or most are usually adjective with two or more syllable được nhé. Or sound for example chúng cái thang cái khoan bạch chạy bạch thang cái thang con niếm đại dương prao chỉ mùi nóng tiệm mó rừng mố cứ chỉ con niếm đại miên chạp bị bì chiêng lăng tờ syllable bọc bài thật chiêng nè này dương ấy chiêng mình này thay chùm nuôn mặt chùm nuôn dương giấy á bà man mặt bà man mặt chẳng hết á à, đôi chỉ che mình thế nhé che mùi miếng bì thế nhé chắc bì mặt lăng tớ cứ cứ ở dương prao mó hay nóng mố bà dương prao mó xâm ra tế long compare to adjective tế bà xanh dương prao mố cứ sầm rap superlative và nó chỉ là cái long superlative trăm tập năng tập ban này ở đây chỉ active miên man bay phiền expensive bay phiền thế nhé beautiful miên man bay phiền famous bay bay phiền charming bay phiền anh ta rồi hold mà đó one new apple one new apple buồn phiền delicious bay phiền thế nhé bay mặt thế nhé và bà riêng tràn tới nhắc này dưỡng này mùi tiết có là niêm khá cứ vì át rau ca bằng thêm EO rưu gọi EST nâu kháng cho nghề prophet có là niêm này cái ao chmô thay chia prophet có là niêm bà chỉ là cái này irregular attitude mình là con niêm đại prai prul đôi chứ bị gột ọt mình ấy tâu bằng thêm bị gột đơ rưu có gột đá hết nha kì sao dưỡng toàn nha kì sao dưỡng chẳng gột tôi chứ compare to better rưu gọi best tôi chứ superlative hot little tàu chia comparative less tàu chia superlative least nè hot bad tàu chia worst worst few tàu chia less hay nằng least đôi chia môi nằng bị little đấy nè many tàu chia bị more most và super most much tàu chia compare more tàu chia superlative cứ most chẳng cả này nè cứ dương ăn miên mà thêm io rư có more rư có est gì ớt đấy và bộ ăn này toàn mà nó thì dưỡng toàn toàn ok nè xây mùi tiệt cái ai đi xử lý tiêu trong ôn mơ còn ai chứ nè bà mê này mơ dương mơ chu về chữ good better chữ compare better tôi chữ superb best rồi hôn một đoàn pha bà pha nó nguyên pi nè dương trong pra pi father của bác và nè father mà sẵn đau lửa bục ấy nè khi sẵn đau lửa chứ ngài chuyển pha nó mê chứ ngài chẳng phá tao chỉ phá đó tao chỉ phá để những chữ ngay bấm phọt điện tử nhé toàn mà nhé toàn toàn ạt ok chẳng hạn cứ lồng hạt bao nhiêu nhưng châu ta đợi exercise hay bà exercise nhé lồng hạt tim muối cái ao dương an line bịa tầng line nhé đẹp ôn cất thạc cồn niềm ôti hạt tha there is an empty room upstairs ta nó không phải dụng năng ạ mùi nát đào tu cho con niềm chắc ôn hài lai mở lóc cho mà ti ho mùi đôi chìa there is an empty room upstairs bà vi miên bằng tốc tầm nê mùi nấu chuan thẳng lờ chắc là mùi nát đào tu cho con niềm chắc bị empty nè chắc ôn underline cư vật toàn thằng crom empty nè mà còn đo room vô anh ấy ở dương cư vật toát tế chẳng bộ con niềm tế đó là nót là phê number 2 là hốt đo number 10 ôn phương của anh mở lùm hát tí pi lâm hát tí mùi ní cứ kì ao dưỡng an và dục bì lệch mùi đo lệch đọp nặng hay cú bần tốt khẳng cú bần tốt bì khẳng kóng bì nè đè viết bằng hai nhầm bì cùn niềm mệt bằng chế ná đè bì nè đè ôn kết thật cho cùn niềm lâu khi mà tì hoa tí mùi mà đoàn tiết there is an empty room upstairs vì mình bần tốt tùm nê mùi nâu chuan thẳng lờ chắc ôn an mà trùi hình thức ôn kết thật tá bì mùi nè đà tu chìa cùn niềm chắc ôn cú bần tốt khẳng kóng nặng mở đôi cả này nếu cứ bị em thi đa tu cho con niềm chắc em thi đa tu cho con niếp ôn cu bằng tốt kháng cáo bị em thi nâng mở
toàn man ọt phần nâng toàn ọt anh chẳng như tớ ai ta con liếng cư cụ bà tốt bình cọng nà mẹ nhờ nâng ấy cụ bà tốt bình cọng nâng bà cụ bà tốt bình cọng nâng bà dô lắm nà lùm hạt tìm mùi nế toàn ok cụ bà tốt bình cọng ok cho lùm hạt tìm bì lùm hạt tìm bì nế cứ kì ao dưng dô con hiểm đài sát đô khăn bà ọp nế miên bị hot, miên bị high, miên bị large, sweet, short, poor, free, playful. Vô tặng ổn năng á, vô mà bằng bênh đâu không phải dục để cái đạn tình này này khi cô phải toàn đấy. Bị lệnh mũi đó đó lệnh bằng bầy thế nhé. Gây dưng vô bằng bênh, lúc xem mà thua tì hò mùi cái đó. The ice cream is very ấy kì. Chắc ôn đã mùi mà. Ôn rô bị mùi nát đôi hot yếu bọc ra tặng cắt đầu. High po, light thom, sweet am, short clay, poor craw, rư cray craw nhá. Free mê tùm nê, playful mê nê cho chất lên tràn. Ta mùi nè, đẹp ôn kết thả xạ xóm chứ mùi nâng, bà dục nè. The ice cream is very okay. Very hot, ice cream hot on. Very high, ice cream po on. Ice cream thom on. Ice cream kê pra clay on. Cái gì vậy bị khả năng viết clay ọt hay ice cream poo ọt ice cream free clang ọt ice cream playful ọt ọt đây mẹ nọ chẳng miên là bị mũi cứ bị ấy đây như ai đạ mũi bị dụng nặng bán cứ bị sweet mẹ này chẳng miên là the ice cream sweet. Is very sweet miên là ice cream nó cứ em mẹn tên em clang mẹn tên toàn ọt toàn man ọt toán à lâu mới bị dục tippy mùi tiệt snap nhóm lưu ọt alo lưu ế lưu cho ba ọt lưu cho ok lâu mới tì hoa tippy it's very chất in summer summer kia ra đâu cái nào chẳng mình là ra đâu cái nào vậy mày mình việc cái nào mà này chắc là hot này nó cứ hot it's very hot in summer việc cái nào mình tên đâu là đâu cái nào nè chắc cứ vô pi hot vô mồng pính lại năng mở toàn man hot nghe tiếng ok lùm hát mũi tiết kể ta find proper adjective and write in the blank not don't confuse proper adjective with proper noun chẳng kể ao dương an bà dục nắng bà an bà dục nắng tạng ọt nắng vì lệch mùi rồi đó lệch đọp nắng hai kể ai an hai nhưng ai kể ao dương an the lang bà an the lang bì khẳng cọm bị mùi nè đại dương kết thao vi chia proper proper adjective hai kể ao dương kể ta chẳng nam tha công dô cho lòng cho mùi nông proper noun và proper adjective cứ copy proper noun còn đấy được xem một tí hoa và dục tí mùi cái ta my Colombian aunt just perform a sim bà pony by batch chẳng không bà dục nó dương aunt đó dương khơi mùi nè đại chia bà phết proper adjective cứ bị cái Colombian bà Colombian chẳng như dục bị Colombian đó dù mà đã xây nâu lại lệnh mùi nâng mở toàn mà nó như dữ toàn mà đáng tiền ok ok nẹp xế sắp nhầm lưu ọt nẹp xế ok cái lệnh ní kì ai dương an phải dục bị lệnh mũi rồi hốt đó lệnh đọc nế lệnh mũi rồi hốt đó lệnh đọc và tôi mà tiết ôn an hơi ôn cực thả ta không phải dục mũi nắng ta bịa mũi nế đại viện bằng hai nhầm bị proper adjective ông mà thả con an đó khơi bị Colombia, Colombia nó đào tôi chia proper adjective, cái nhé proper adjective, chắc ôn vô proper adjective nó vô mà nó xây nó cái này, cái này nhà toàn nhưng nó bỏ, toàn man ọt, mà chắc sầm nua toàn ọt, man chả, ok, man dương châu bắt to tiệt, à này answer bà bằng hai answer bà đấy, bà nói nhầm đạo ai mua nhưng chọn á, chắc ôn dùng tiêm toàn còn ai nhầm hai answer bà đấy. Ok, lùm hát mũi tiết. Cái này nếp kì ao dương dột. Pị, ok, ao dương là sao vai, dột pị full, pị less. O lại nâng dột tao vẫn thêm nâu pị, pị lệch mũi rồi hốt đó. Lệch đọc dương nè.
ông mày đặt nhóm ô tì hoa mùi đôi chìa play play dương cua bà thèm ai nông chồng play less rưu playful play less rưu playful nghe chứ playful bà chắc dù bị phú dù đã lấy năng màu xế đã châu lấy năng màu toàn ọt toàn ọt toàn ọt ok à, mùi tiết kìa dương dô đôi chìa đá kìa dương dô nè so tặng ở nè để sẵn nốt nông vốn nè vô tớ bằng bênh nấu kháng bị bảo dương bị lệnh mua đó lệnh đọp nè ô thế ta win chọn với chỉ niềm đó biết đá tu chỉ quân niềm vì ta chỉ đài miên chọn với chẳng những bộ mùi ấy cứ win đi chẳng những bật thay mà sao vai nâng lệnh mà chẳng những con đã sao vai mốc cứ miên này khác bị nó cứ win đi hời toàn nó và win đi hời ok lùm hát mùi tiết cái ai dương cả lệnh mực bà cái lệnh mơ từ lơ bịa đại an đà lán bà bịa đại cái an đà lán mình đã cù của toàn crom phi lệnh mua hồi đó lệnh đập pram nắng tặng o nắng bà hay cái số tha do you know what kind of adjective they are cái số là ta dương đăng thế à bịa đại cái an đà lán nhá phi lệnh mua hồi đó lệnh đập pram nắng ta mua nè mình là bịa mua nè chia tập hết con là niềm mua nè mình tham viết chia tập hết con niềm ấy ô thế là that has two pair of shoes đấy chúng mình ra ba là bọc nhóm cứ miên ở bài chương bu chùm luôn pi củ tăng à lệch pi kê hai lai nâng à viết chia bà phết của niềm ấy toàn át viết chia bà phết của niềm ấy nó chắc ôn là xây mò cái đà in the blank right see if the underline word tell you about color đấy nhé chẳng cái ai dương thật sẽ là so see bà sân chia pi đà cái underline viết đà tu chia color hay cái ai dương thật sẽ là so eh bà sân bà việc đặt cái underline nhá, việc đặt tu chỉ sai, mình chỉ ambi tầm hùng. Hay cái ai dương đặt xe so QL person và việc đặt cái underline nhá, việc bằng hai nhầm pi cùng là phiệp. Hay cái ai dương đặt xe so O person và việc đặt cái underline pi lệ mua hoặc lệ đập ram nhá, việc chia tập hết con niệm bằng origin, bằng origin. Hay cái ai dương đặt xe so QN person và tập hết con niệm nhá, việc bằng hai nhầm pi ấy kế. Chấm nuôn rồi gặp bạn để màn, chắc như xe QN mở đôi cả này tí mũi nè. That has two pair of shoes. Chắc thu nó về đa tu chỉ ấy. Về đa tu chỉ number. Chắc bằng number cái ai dương sẽ là sao QN. Chắc bằng ôn đã tha. À sao QN cái lấy năng mở. QN cái lấy năng mở. Toàn ọt. Họ xâm nua tiếp bi tiết. Ôn an mà họ one pair is brown and the other pair is black. Thế nhé. Chắc brown dương bỏ bài tập bỏ thân ọt. Black bỏ bài tập bỏ khám chắc viên chi phép phết của niệm ấy kế bằng hai bị ấy. Bằng hai bị ấy. Này dưới. Vì chịu phê con niệm bằng hai vị ấy. Bằng hai vị. Color mẹ nè. Bà bằng hai vị color. Bà chắc bà ôn đã xo xì mò. Đã xo xì năng mò. Bà ôn đã internet đã chăm mơ video bọc nhóm trong nâng upload chùn á. Bà video bọc nhóm phô. Cà phần dụt bọc nhóm nhóm record tục ấy. Chắc bà ôn ai vô tầm mơ tớ. Bà ở đây dê. Ở dụt năng ở đây đấy ná. Bà. Lùm hạt ní. Mùi tiết kì oi dương bầm lanh con niệm nè. Bà con niệm tặng oi năng tâu chia bà phết compare hay nâng superlative. Chẳng những bạn đang thấy compare những thợ bộ mùi ấy, super những thợ bộ mùi ấy, hay những mơ bộ phết con niềm đang phỏ. Con niềm khác với miền tài một chiêng thì chẳng những khu ở bộ ấy. Con niềm khác với miền pi chiêng làng chẳng những khu ở miền ấy nào khẳng mục. Và nét, đôi cả này nè, đôi chỉ bị hạt, tôi chỉ compare cứ ấy kể, cứ dùng một thêm ấy kể. Hạt miền mám chiêng hạt. Con niềm đang miền mám chiêng. Mập chiêng mẹ nè. Bà mập chiêng như là hạt đơ mà. Dùng một thêm yêu nó chồng mà. Bà bà tôi chỉ superlative dương một time est nó hàng trong mỏ toàn nọt ta bằng năng ta họ cold có đôi khi này đây cold tôi chỉ colder tôi chỉ ấy cái cold des xong nuôi xua tha hai đấy có mà đạm mò đó đạm mò mày khắp bà bị năng miên ta mà phiêng nè mình chăng rồi mình chăng alo alo sao có tâm an tình nhóm lộ alo, nẹp xếng, đáp lưu ọt. Tôi quan trở. Ok. Lùm hát tì pi ní, chưa phê khám phê đáp bản thân kì dìm pi quần niệm đã miễn chạp pi chiêng lăng tàu, rưu có pi mặt lăng tàu, đôi chìa foolish. Đấy nhé. Ôn lấy ní ọt miễn bật thêm e o rưu có bật thêm est nào hàng trọng thế. Nhưng có sự đáp án đấy chở đại 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 đại. Nẹp xếng đáp án ọt. Nẹp xếng. Xong nẹp xếng mình. Ok, chẳng và sẽ đọc bạn ấy lâu trăm mơ nấu không video khi mà upload cho lắm nè.
bà trong miền ca bình dương trong record đang trong ôn trầm mưa tam năng đầu chẳng đôi chụp bia cả này làm hạt tivi này cái ao dương bầm lan quần niêm nè bà đại miền tivi chiến tao chia comparative hay là superlative bà comparative ôn bật thêm bị more bà more năng mốt đôi chụp bia fully tao chia more fully more à superb ôn đã tao chia most fully chẳng more thấy nhé handful có đôi khi đấy phổ biến pip xiên lăng tấp và pip xiên lăng tấp ôn nặng mỏ vậy nhé more harmful đặc biệt tôi chỉ số phớt cứ most harmful đặc biệt trên đời có đôi khi đẹp ôn đã tam năng mỏ nè và đã tam năng mỏ bà ở hái dương miền phần nắng bà miền chi